Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng kem vô cùng hot trên thị trường. Đó là kem tái tạo Chamomile Skin, có thể gọi là kem tái tạo thần thánh. Vì sao gọi là kem tái tạo thần thánh? Vì kem tái tạo này sẽ điều trị tất cả các khuyết điểm về da cho các chị, như nám mảng, nám chân sâu, tàn nhang, da không đều màu, da bị mụn vân vân đều được cải thiện bởi dòng kem này. Và đặc biệt đối với các chị em nào đã từng đi spa hay thẩm mỹ viện hoặc dùng bất kỳ các loại dòng sản phẩm dưỡng da khác mà không đạt hiệu quả cho làn da của mình thì có thể tìm hiểu dòng sản phẩm tái tạo vàng này bên em. Đây là dòng kem tái tạo Chamomile Skin, có thể tìm kiếm trên bất kỳ các trang mạng. Và kem tái tạo này sẽ dành cho tất cả những ai muốn đẹp lột xác, muốn có một làn da bật tông hoàn toàn sau một liệu trình tái tạo. Da có thể bật tông từ 2 đến 3 tông, như nám mảng do ảnh hưởng của môi trường gây nên có thể bớt từ 5 đến 70%, nám chân sâu có thể bớt từ 3 đến 50%. Còn các chị em nào muốn da đẹp lột xác hơn nữa thì nên tái tạo 2 đến 3 lần. Và mỗi lần tái tạo cách nhau khoảng 3 đến 4 tháng hoặc nửa năm. Nói chung là tùy vào thời gian tái tạo của các chị, nhưng nên tái tạo 2 đến 3 lần để da của các chị được lột xác hơn, đẹp hơn. Ai đã từng tái tạo tự da 2 đến 3 lần, da đẹp, lột xác, da không tì vết ai cũng thích. Và kem tái tạo này chưa một ai dùng qua mà không gây nghiện, vì nó làm cho da của các chị đẹp an toàn, không giống kem trộn. Nó không bào mòn da, không phá hủy da, mà nó chỉ là quá trình thúc đẩy các tế bào chết trên bề mặt thượng bì, trung bì, hạ bì lên bề mặt da của các chị được đào thải ra ngoài để da của các chị được đẹp lột xác hơn. Trong quá trình tái tạo, từ 5 đến 7 ngày, chậm nhất là 10 ngày đầu tiên, da sẽ có hiện tượng đỏ, sưng rát và bong da. Đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Và những ngày còn lại, khi chị em dùng sẽ thấy có lớp da chết. Đó là da đang từ từ đào thải lên da các chị trong vòng 1 tháng. Và không một khách nào khi đến với kem tái tạo Chamomile Skin này mà không có ý kiến rằng da mình không đẹp. Và bất kỳ ai đã sử dụng kem tái tạo này đều quay lại bên em để sử dụng tiếp dòng sản phẩm bên em, hoặc xin làm buôn làm sỉ đại lý để phân phối hàng trên toàn quốc. Đối với da kem tái tạo này, em đảm bảo các chị là da của chị sẽ được lên một tông, từ 2 đến 3 tông sau một liệu trình tái tạo. Nó không gây bào mòn da, không phá hủy lớp tế bào da của các chị, mà nó cho các chị một làn da đẹp, đào thải đi các tế bào chết trên da thôi. Da sống và tồn tại trên da của chị lâu năm đó là da chết, và da chết thì không có tác dụng gì hết, nó chỉ làm cho da của các chị bị sạm, bị sần sùi lên thôi. Nên em khuyên với các chị là một năm nên đào thải da 1 đến 2 lần. Khi các chị đã sử dụng kem tái tạo này rồi, không mấy da của mình lại được lên 2 đến 3 tông và da đẹp xuất sắc như vậy. Và kem tái tạo này rất an toàn cho da vì nó được thẩm định bởi Sở Y tế. Đấy. Nếu các chị em nào muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về dòng kem tái tạo Chamomile Skin này, có thể lên tra xuất Google để tìm hiểu về dòng sản phẩm này kỹ hơn. Và em đảm bảo với các chị là không một người phụ nữ nào là đều muốn sở hữu dòng kem tái tạo này bên em. Các bạn nào mà có vấn đề về da có thể inbox trực tiếp cho Yến, Yến sẽ tư vấn cho các bạn để cho các bạn có một làn da đẹp xuất sắc hơn. Cảm ơn các chị em đã theo dõi video này. Chúc các chị em một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại các chị em vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.